cầu thủ Kiên Magic sẽ rất khát khao và rất quyết tâm có được một chiến thắng cho mình. Một trận đấu sẽ cực kỳ căng, cực kỳ hay và cực kỳ căng thẳng. Chúng ta bắt đầu. Hai cầu thủ đã bắt đầu thi số băng để giành quyền phá bóng. Lương Chí Dũng có quyền phá bóng rách thi đấu đầu tiên. Xin chào Bạch Duy. Nó không phải tính hiệu số đâu mà các trận đấu của chúng ta sẽ tính theo thứ tự ưu tiên. Đầu tiên nó là kết quả của cái trận thắng. Tiếp thứ hai là chỉ số của các rách mà cơ thủ thi đấu được, ghi điểm được. Nếu như bằng nhau về số trận thắng thì cơ thủ nào có rách thi đấu ghi được nhiều điểm hơn thì sẽ đứng ở trên. Cái này nó đã được quy định rõ trong cái luật thi đấu rồi anh em nhé. Rồi đã có một cái pha thì thủ bi không nhìn thấy đường riêng con bi số 1. Tuy nhiên là cái việc A hai băng dài bên trái bên phải đều có thể nhìn thấy được con bi số 1. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Lương Chí Dũng. Mà đã có một cú A bằng thẳng mặt con bi số 1 ra một cái vị trí theo như thầy đánh giá là vẫn có thể chém mỏng bi số 1 vào góc bên phía trái xa được. Và ngay lập tức cầu thủ Đặng Thành Kiên đã tính toán cái đường A sang C hai băng vị trí để luồn con bi chủ sẽ luồn qua con 5-7 để lấy cái vị trí đánh cho con bi số 2. Xác rồi. Ồ, ra cái má hơi khó để xử lý con bi số 3 rồi. Nếu mà nó vách sang bên trái bàn một chút nữa thì sẽ thuận hơn. Cái má này cần phải chém mỏng và phải kiểm tra cả cái đầu gậy để tránh cái việc mà chết bi chủ ở lỗ giữa. Ok, kiểm soát đầu gậy là rất tốt. Một pha chém bóng rút một băng ra để điều 4. Bi số 5 thì còn nguyên đường vào lỗ góc bên phía phải gần màn hình xuyên qua khe 79. Nay chúng ta sẽ live stream các trận trên hai nền tảng thôi. Trên YouTube là có Web Thể Thao và Việt Nam Billiard Promotion. Và trận đấu này thì có live stream song song trên cả fanpage của Philippine Billiard các quý vị nha. Ok, bây giờ sẽ là một pha combo 6-8. Combo này xong thì con 6 nó sẽ nằm ở vị trí gần cạnh lỗ. Con bi chủ phải văng lên ngoài một chút để thuận lợi lấy cái má điều 6 đánh 7. Xin chào cầu thủ Hải Long. Ở trận đấu này cầu thủ Đặng Thành Kiên, nếu mà thắng thì cầu thủ Đặng Thành Kiên có 7 điểm. Tuy nhiên vẫn còn phải xem trận thi đấu của cơ thủ Nguyễn Phúc Long và cơ thủ Phạm Phương Nam. Bởi vì nếu như cơ thủ Phúc Long và Phạm Phương Nam cũng là người giành chiến thắng, họ đồng thời họ cũng sẽ có 7 điểm. Như vậy là phải dựa vào cái chỉ số của các rách thi đấu thắng mà các cơ thủ ghi điểm nữa. Chứ chưa chắc chắn là sẽ có thể chiến thắng. Sẽ có thể vào bán kết. Vừa mới nhìn vào cái bảng xếp hạng, cái quay ra đã thấy con bi chủ nằm ở giữa cái lỗ giữa này, đuôi mom luôn ạ. Cơ hội được dừng lại cho cầu thủ Lương Chí Dũng. Vừa rồi vẫn là một cú A2 băng có trúng được con bi số 7. Chút chữ nữa thì ra được vị trí khó hơn. Còn vị trí này thì nó tương đối là thuận tiện để cho Lương Chí Dũng để có thể ghi điểm rồi. Để số được một công cho Lương Chí Dũng. Vừa rồi cái con bi số 6 ra 7 như thế nào mà con bi chủ ấy nằm giữa khe lỗ luôn thế nhỉ? Đúng cái lúc mà hẹn đang nhìn bảng xếp hạng nên mà không nhìn cái tình huống đó. Trận đấu đang diễn ra song song thì cũng chưa có điểm số. Trận đấu của có rồi. Trận đấu của Hoàng Sa và Phạm Phương Nam đã có điểm. Phạm Phương Nam đang tạm dẫn Hoàng Sa với tỷ số là 1-0.
chúng ta cùng bước vào rách thi đấu thứ hai. Tỷ số là 1-0. Lương Chí Dũng phá bóng. Anh em chúng ta có thể tranh thủ nhìn lên trên cái màn hình, chúng ta đang có bảng xếp hạng tính cái tỷ điểm hiện tại. Lương Đức Thiện thì cũng có nhận được lời mời đến từ ban tổ chức. Tuy nhiên là thời điểm giải đầy dấu này diễn ra lại trùng với thời điểm mà Thiện Lương phải sang Trung Quốc thi đấu với giải Chinese Pool. Cái giải đấu mà Thiện Lương vừa lọt vào top 32 đấy của thế giới đấy, và giành được phần thưởng trị giá $7,000. Pha phá tuy không chết con bi số 1 đúng tia, nhưng mà bây giờ là ra hình rồi. Con bi số 2 thì nhìn thấy ở góc này là thấy là vẫn còn nguyên cái đường riêng vào lỗ góc bên phía trái gần màn hình. Ui, rút hơi bị thiếu lực rồi, rút chưa được chất tay dẫn đến con bi chủ nó trôi chưa đủ lực để có thể nhìn thấy con bi số 2 nguyên đường. Đang tính toán một pha chém bỏng bi số 2 và dùng hai combo ăn ba lỗ góc. Không được rồi. Không phải nha, nếu như cả ba cùng thắng thì cơ thủ Đặng Thành Kiên vẫn còn cơ hội để cạnh tranh với cơ thủ Nguyễn Phúc Long. Liên quan đến hiệu số của các cái rách thắng, hiện nay thì cơ Phúc Long đang là có 52 rách thắng, còn Thành Kiên có 51 rách thắng. Nếu như cả hai cùng thắng thì nó sẽ còn đều cùng nhau 7 điểm và sẽ tính trên rách thắng này xem ai nhiều hơn sẽ là người đứng ở số 4. Ví dụ như vậy, hiện nay có Phạm Phương Nam đang có 59 rách thắng là đang cách biệt so với Nguyễn Phúc Long và Đặng Thành Kiên. Chúng ta còn căn cứ trên rách thắng nữa. Số 7. Còn phải cần điều ra một cái vị trí thuận lợi đánh 7 điều ra 8. Kết thúc con bi số 9 nữa thì cầu thủ Đặng Thành Kiên sẽ có được 4 điểm san bằng tỷ số 1 đều với cầu thủ Lương Chí Dũng ở trong cái trận thi đấu này. Trong khi đang xếp bi thì ta sẽ chia sẻ cho quý vị nhé. Ví dụ như cả hai cùng thắng thì cầu thủ Phúc Long nhé và cầu thủ Đặng Thành Kiên đều có 7 điểm. Hiện nay thì cầu thủ Phúc Long đang hơn cầu thủ Thành Kiên ở 1 điểm ở các rách thi đấu ghi được điểm. Nếu như mà cùng chiến thắng nhưng mà cầu thủ Thành Kiên ghi được nhiều điểm hơn. Xin lỗi, nhầm. Nó còn tính cách thua chứ, tức là sẽ cùng thêm là được 5-3, đúng rồi. Chuẩn, nếu mà cùng thắng thì sẽ là hơn khách thắng rồi. Chuẩn đấy. Lúc đấy đã là 5-2, 5-1 rồi mà. Chúng ta cùng là chờ gai lại sau cú phá cầu thủ Đặng Thành Kiên. Con bi số 1, con này khả năng là sẽ chém bỏng con bi số 1 và con bi chủ va con bi số 2, đá con bi số 2 lên. Xem nào, bi số 2, bi số 3, 2 ra 3 có thể kiểm soát được. Phải cần rất là kỹ lưỡng. Sau đó là từ bi số 3 ra bi số 4, khả năng cao sẽ là đánh bi số 4 gỡ tình huống cò 5-6 kia.
nào, có má bách không? Cần một cái má bách phù hợp để đánh con bi số 4 và gãi con bi số 6 kia ra để có đường đánh bi số 5 vào lỗ góc bên phía trái gần màn hình. Vào má hơi trong rồi, sẽ phải đánh một con bi má 5 chém má mỏng ngược rất sâu. Con bi xử lý con bi số 5 không hề dễ một chút nào. 6 thì nằm ở gần phần mép lỗ trên của lỗ giữa, cần phải đưa con bi chủ lên đầu trên khi cầu bàn mới thuận lợi để xử lý con số 6. Quyết định chém con bi số 5 vào góc xa bên phải. Nào, quá chính xác. Con bi số 5 nó có hơi lắc lỗ một chút nhưng cuối cùng nó vẫn đã rơi vào. Cơ hội đây rồi. Bi số 6 vẫn còn đường chém vào lỗ giữa. 7 mép lỗ. 3 bi nữa thôi. Nâng lên 2-1 cho cầu thủ Đặng Thành Kiên. Đến thời điểm hiện tại thì trận đấu diễn ra giữa cầu thủ Phúc Long và Đỗ Thế Kiên. Phúc Long đang tạt dẫn 1-0. Phạm Phương Nam đang tạt dẫn Hoàng Sao 2-0. Điều này dẫn đến bảng xếp hạng vẫn chưa có sự thay đổi nhiều ở hai vị trí trên. À không, Quốc Hoàng đã bị đẩy xuống vị trí số 3, bị giảm một bậc. Đỗ Thế Kiên xếp đầu bảng, Phạm Phương Nam tạm lên vị trí số 2. Phúc Long hiện nay đang tạo xuống vị trí số 5 và Đặng Thành Kiên lên vị trí số 1. À, xin lỗi, số 4. Ta cùng đến với thi đấu thứ tư, tỷ số trận đấu là 2-1, cầu thủ Đặng Thành Kiên phá bóng. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào con bi số 1 đi vào lỗ giữa bên trái màn hình. Con bi số 1 đã chết không đúng tia rồi, tuy nhiên đã chết cả hai bi vào góc bên phía trái gần màn hình, đó là bi số 2 và bi số 4. Bi số 1 thì đang nằm ở vị trí chưa thuận lợi để tấn công. Bi số 8 thì nằm ở trong mép lỗ. Hàng cao sẽ tính toán một pha chém mỏng vào bi số 1 trên đầu xa, sau bi chủ phải chui sau cái chùm chỗ 369 kia để thủ bi. Rồi, đã thủ được, giấu được con bi số 1 sau cái chùm bi 369 ở vị trí này. Vậy là Lực Dũng đã không lấy gậy sút tê, sẽ là một pha tính toán A băng. A một bằng gót chết bi số 1 vào lỗ giữa bên phải màn hình trang. Phổ, chút xíu đó là được rồi. Ở tình huống này, cái đầu A vào cái băng ngắn bên dưới thì sẽ bị vướng con bi số 3. Như vậy là sẽ là một pha A vào băng ngắn đầu dài trên gót vào con bi số 1. Và xác suất khá cao, nếu như đá chuẩn sẽ có thể xử lý được tình huống là đá con bi số 1 vào chết con bi số 8. Chính xác rồi. Một đậu. Ok. Một nằm vị trí có thể xử lý được để lấy con bi số 1 điều vị số 3. Mở ra cơ hội cho cầu thủ Đặng Thành Kiên sẽ có thể ghi thêm một điểm số nữa, nâng tỷ số trận đấu lên 3-1.
Tiếp theo chỉ còn có 4 cái bi trên bàn thôi, 5, 6, 7, 9. Cú đánh hai băng đưa bi chủ ra phần vị trí giữa bàn. Hơi với rồi, có với không nhở? Đánh tay phải như vậy là sẽ bị với. Đã vào thi đấu một cái trận đấu thì lúc này được quan tâm cái gì nữa, cứ thi đấu hay nhất, tốt nhất, đẹp nhất có thể, ghi được càng nhiều điểm số càng tốt đúng không ạ? Cũng giống như cái cơ thủ mà đã, kể cả như là Lương Chí Dũng, khi mà đã chắc là mình không thể vào được bán kết rồi, nhưng mà luôn luôn sẽ là một tinh thần thi đấu phải cống hiến những đường bi hay nhất, đẹp nhất, phải có chiến thắng. Còn có bi số 9 nữa thôi. Đưa tay lên 3-1 cho cầu thủ Đặng Thành Kiên. Rồi là một tình huống A băng vào con bi số 1, gót chết con bi số 8 rất hay. Con bi vừa rồi ta có cảm giác là nếu như không có bi số 8 ở đó thì thậm chí con bi số 1 nó vẫn có thể chết vào giữa lô góc được. Trong cái trận đấu ngày hôm qua, cầu thủ Đỗ Thế Kiên cũng có một cái trận đấu mà trong cái trận đấu đó có hai lần, không, một rách thi đấu luôn, trong cùng một rách thi đấu mà có hai cú A băng đều gót chết bi số 4 và gót chết bi số 5. Không phải hai lần liên tiếp nhau nhưng mà trong hai lượt cơ liên tiếp đều là A và gót chết bi vào lỗ góc, rất hay. Hiện nay là quan tâm đến vị trí của Phúc Long. Phúc Long thì đang hòa với Đỗ Thế Kiên một đều. Còn Phạm Phương Nam, đúng không? Phạm Phương Nam thi đấu với Dương Hoàng trên bàn TV1. Phạm Phương Nam đang tạm dẫn Quốc Hoàng tỷ số 3-0. Chúng ta cùng đến với rách thi đấu thứ 5. Tỷ số trận đấu là 3-1. Cầu thủ Đặng Thành Kiên phá bóng. Vẫn chưa có cảm giác được cú phá. Vẫn chưa có con bi số 1 chết đúng tia. Lần này thì chưa có bi nào rơi. Và cơ hội vào bàn nhường lại cho cầu thủ Lương Chí Dũng. Ôi, không được rồi. Hình như nó vẫn còn cái đường để có thể sướt mỏng được mặt con bi số 1. Vâng, do 4 luôn. Một pha sướt mỏng 1 và carom con bi số 4 thành công của cầu thủ Đặng Thành Kiên. Đang nhìn thấy đường ăn riêng của con bi số 1 vào lỗ góc bên phía trái gần màn hình nữa. Một pha xử lý rất tinh tế và hay. Ồ, rút tê rồi. Vậy là không còn nguyên má để ăn con bi số 1. Úi dồi. Giải đấu này chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cầu thủ có những pha sút tê hay. Trận đầu tiên tại hạ có bình luận mà có một cú sút tê của cầu Đặng Thành Kiên, sút tê như đánh thẳng luôn, bắc phát chất giữa lỗ, đứng bi tại đó để điều đánh bi số 2 vào góc bên phía trái xa màn hình, hay quá. Ba đi đâu đây, ba đi đâu? Không ngon, trời ơi, pha tính toán chuẩn xác. Đá con bi số 3 về góc bên phía trái gần màn hình. Bây giờ sẽ là một pha chém mỏng con bi số 3 dựng lên giữa bàn để đánh 5. Tuy nhiên là chúng ta chú ý là còn con bi số 6 đang nằm vị trí lấp ló trong góc kia, ngay sau con bi số 8, chưa có đường riêng nào. Đây mới là con bi cần phải có sự tính toán và điều chỉnh cực kỳ kỹ mới có thể xử lý được, để gỡ được tình huống 6-8. Còn nếu không thì chỉ phải tính toán phán thủ bi thôi. Đã tính toán đủ cái vị trí má cái áp phê ra để có thể gỡ được 6-8, tuy nhiên là nó vào hơi mỏng con bi số 4.
xác rồi. Còn 6, 7, 8, 9 nữa. Cái gậy của thủ Lương Chí Dũng đang thi đấu là một cái gậy dành cho bộ môn Chinese Pool, giải gậy cao cấp nhất hiện nay, gậy LP. Cầu thủ Lương Chí Dũng mua gậy này trị giá là 21.300 tệ, nhân ra khoảng 75 triệu đồng. Đây 23 là giữ bàn bên phải, lấy cái má giày gặp đi số 8 một chút. Còn cầu thủ Đặng Thành Kiên đang đánh một cái gậy gọi là gậy Jacobi ngọn Capro tẩy cô, đó chính là bảo kiếm của hai cầu thủ trong trận đấu này. Số 9 nào. Chuyển phát rồi. Đấy là có ở ngoài kia có nghe ai nói thầm là Lương Chí Dũng mà chỉ nhìn thấy cái má là sẽ đánh chết con bì bất kể cái má nào. Thế nên mấy lần liếc qua bàn thấy Lương Chí Dũng chốt con bì 9 rất là uy tín. Và với pha sút con bì 9 vừa rồi thì Lương Chí Dũng đã thành công rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2-3. Chúng ta sẽ cùng xem hiện nay kết quả của các trận đấu khác như nào nào. Có chứ, cầu thủ Kiên Pháp thì Hạ cũng đã hỏi cầu thủ Kiên Pháp hôm trước thì cầu thủ Kiên Pháp đang đánh một cây gậy là chuôi Panthera Pan 32. Cái cây đấy thị trường cái chuôi đấy khoảng 90 triệu đồng. Còn ngọn là Kiêu Tech Synergy khoảng 12 triệu. Đây rồi. Trận Phạm Phương Nam thì đang tạm dẫn Quốc Hoàng 4-0. Phúc Long thì đang tạm dẫn Đỗ Thế Kiên 3-1. Rồi là trên cái chặng đường để tự quyết cái vị trí top 4 của mình thì cầu thủ Phúc Long cũng đang khá thuận lợi với tỷ số đang dẫn Đỗ Thế Kiên. Chúng ta cùng quay trở lại trận đấu nào. Ui, tí nữa Golden Break. Vâng ạ, con 9 nó cách nó lỗ khoảng tầm 1.5 cm rồi. Chút xíu nữa có Golden Break rồi. Cú phá không chết con bi nào và con bi số 1 còn đường thì cơ hội đang dành cho cầu thủ Đỗ Đặng Thành Kiên để có thể ghi điểm cho mình. Năm vị trí này sẽ phải đánh một vị trí combo 3-5. Sau đó kiểm soát lực con bi chủ rất tốt để có thể đánh con bi số 4. Vì sao phải nói là lực rất tốt? Bởi vì là con bi số 4 nó đang bị chặn bởi con bi số 6 và con bi số 7 kia. Nhưng mà lấy cái góc nào đó đánh con bi số 4 xong thì còn phải đánh 4 điều 6 nữa. Đó mới là vấn đề. Này khó xử lý đấy, chúng ta cùng chờ đợi xem phương pháp phương án xử lý của cầu thủ Kiệt Magic nhá. Xem nào. Ôi, quá rồi hay là ý đồ là rút hẳn về đầu này đánh bi số 4 góc xa nhỉ? Hình như là định rút hẳn về đây đánh 4 góc xa. Hoặc là rút về để đá vào con bi số 7. Nhưng dù thế nào thì cũng đã chưa xử lý thành công. Bây giờ đang để vị trí con bi số 4 khá là khó. Xin chào Thế Vinh, cầu thủ Tuấn Con thì đã dừng bước ở ngày đầu hôm qua. Không lọt được vào top 6. Bi chủ đâu rồi? Bi chủ đâu rồi? Có giấu sau 9 được không? Không, vẫn thiếu lực. Như vậy là hở nguyên đường con bi số 4 rồi. Hoàng Sao và Đỗ Thế Kiên thì đã chắc suất vào đến bán kết rồi quý vị nhé.
Còn ba con bi tương đối là thuận lợi. Cái hình bi này thì người ta hay nói 99% là Lương Chí Dũng sẽ có điểm để săn bằng tỷ số 3 đều. Tại sao nó vẫn còn thiếu 0,1% nữa? Bởi vì trong bi à thì chúng ta không nói trước điều gì. Rất nhiều trường hợp chúng ta nhìn thấy những con bi cực kỳ dễ mà đẳng cấp thế giới chuyên nghiệp không thể trượt được, nhưng đắc lỗ thôi. Ok, còn một bi. Con bi này thì lên đến 99,99%. Ba đều. Xin tự tiên chúng ta sẽ cho chúng ta cái bảng xếp hạng và tỷ số các trận đấu đang diễn ra song hành để chúng ta xem hiện nay tình hình của các trận đấu khác như nào nhỉ. Xin chào Trung Trần, nốt trận này chúng ta sẽ chọn ra 4 người vào đến bán kết và sau đó chúng ta sẽ đánh 2 trận bán kết song song luôn. Bán kết sẽ đến Ray 9, sau đó chúng ta đánh chung kết Ray 11. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra được nhà vô địch của giải đấu TD Pool Master League 2024 quý chị nhá. Cách thi đấu thứ 7, tỷ số là 3 đều. Lương Chí Dũng phá bóng. Trong một cái trận đấu đánh chạm 6 hoặc chạm 7 thì khi mà tình huống đang 3 đều này là cái tình huống có thể nói là gần như là cái bản lề để quyết định thế trận của trận đấu ở những cái cách phía sau. Thầy đã từng nghe một cái vị cơ thủ có nói là khi bước vào những cái điểm, tất nhiên là trong cái trận đấu lúc nào tập trung rồi, nhưng khi bước vào những cái khắc quan trọng như thế này thì chúng ta đánh các con bi, nhất là những cái con bi nó then chốt trong rách đấu thì phải tập trung, thậm chí là 200-300% công lực, không cho phép được sẩy. Bởi vì có khả năng nếu chỉ sẩy cái con bi đó thì có khả năng sẽ dẫn đến thua toàn cục cả một trận đấu luôn. Bi số 2 này không còn đường bên phải, nếu mà tấn công thì phải chém vào góc bên trái thì khá là khó. Thủ bi thôi. Ô, nhìn không thấy còn cái ly gì, thế mà sập quả xử lý con bi số 2 bắc giữa lỗ luôn. Qua cái khe 39 phải nói là sát xịt luôn, chỉ cách con bi số 3 khoảng 0,1 micromet thôi. Quá hay đến từ cầu thủ Lương Chí Dũng baby. Khiếp thật. Đánh con bi số 3, cầu thủ Đỗ Thế Kiên ở xin lỗi, cầu thủ Đặng Thành Kiên ở ngoài đã phải vỗ tay cho cái con bi số 2 vừa rồi. Hay quá. Sau cái trận đấy nào xong thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng tầm 15 phút rồi chúng ta vào đánh bán kết luôn nhá. Nào, bí chủ có thấy má đường riêng không? Ôi cái này thì đánh 4 ra 5 kiểu gì đây? Ở cái góc này thì tài hạ nhìn thấy cảm giác là con bi số 4 nó vào lỗ là có ly nhưng mà phải hơi ăn gian. Nhưng vấn đề là nếu mà đánh nhẹ thì lại rất khó ra 5. Còn cắm đầu gậy ra đây thì con bi chủ nó sẽ bị vướng vào con bi số 8. Chúng ta cùng chờ xem Lương Chí Dũng xử lý như nào thôi. À, có quá thì ta thủ bi. Pha thủ bi tốt của Lương Chí Dũng ở vị trí này. Không biết là có còn chạm được má mỏng con bi số 4 hay không. Thấy cơ thủ Đặng Thành Kiên đang ngắm ghế rất cẩn thận. Phách đầu gậy như vậy là phải áp dụng một tí mát xê rồi.
Vừa rồi hình như là mắt C nó sượt qua hai con bi xong nó gót con bi số 4 lên hay sao nhỉ? Mắt C thế nào mà lách khéo thế, tránh được con bi số 5. Tính nữa thì đá chết con bi số 9 vào lỗ giữa. Vị trí này cũng là khó cho cơ thủ Lương Chí Dũng rồi. Kể cả quan được con bi số 4 thì việc ra con bi số 5 cũng không phải là dễ. Lương Chí Dũng cũng thấy là có những cú đánh mà tăng lực chính xác rất khủng khiếp. Vừa rồi là con bi số 2, xong như vừa rồi chúng ta thấy con bi số 4 cực căng đi chính xác giữa lỗ luôn, không lệch ly nào. Đáng tiếc là vừa rồi con bi chủ của nó bị văng tiết vào lỗ giữa, còn nếu không thì có thể sẽ là có một cú đánh 1, 2, 3, thậm chí là 4 băng này về nhìn thấy con bi số 5. Và cái ngọn này của Lương Chí Dũng nó là cái ngọn của gậy đánh chuyên cho bộ môn trái đít pool. Thế nên là cái đầu ngọn nó sẽ nhỏ hơn so với gậy pool và nó lớn hơn so với snooker một chút. Đánh căng như vậy mà chuẩn nó khó lắm đấy. Em chúng ta ai cũng chơi bia rồi chúng ta biết cứ đánh căng thì cái tay của chúng ta nó chưa tốt thì thường chúng ta bị méo. Vậy là với cái pha chết con bi chủ vừa rồi, cầu thủ Đặng Thành Kiên được quyền đặt bi và đã kết thúc thành công các con bi còn lại trên bàn, nâng tỷ số trận đấu lên 4-3. Hiện nay là tình hình của bảng xếp hạng cũng như là kết quả của các trận đấu. Trận đấu của Phạm Phương Nam và Hoàng Sa, Phạm Phương Nam đang tạm dẫn 4-1. Trận đấu cầu thủ Phúc Long và Đỗ Thế Kiên ở Phúc Long đang tạm dẫn 4-2. Với tình hiện tại trên bảng xếp hạng thì cơ thủ Thế Kiên, Phương Nam, Quốc Hoàng, Phúc Long đang tạm giữ vị trí top 4. Đặng Thành Kiên số 5, Lương Chí Dũng số 6. Bảng xếp hạng thay đổi nó sẽ tùy thuộc rất lớn vào kết quả chung cuộc của các trận đấu. Ai thắng, ai thua. Rồi chúng ta có đến break thi đấu thứ 8. Tỷ số là 4-3. Cơ thủ Đỗ Thế Kiên phá bóng. Xin lỗi, cơ thủ Đặng Thành Kiên phá bóng. Và với cái việc tính hiệu số như này thì cơ thủ Đặng Thành Kiên mà thắng trận này, cơ thủ Nguyễn Phúc Long mà thua cái lượt này thì cơ thủ Đặng Thành Kiên sẽ có một suất vào top 4. Hoặc là cơ thủ Phạm Phương Nam thua, nói chung là một trong hai cơ thủ kia thua thì họ sẽ có được 6 điểm thôi, còn cơ thủ Đặng Thành Kiên sẽ có 7 điểm. Đấy, ý là như vậy. Cái tỷ số cái bảng xếp hạng hiện tại họ đang cập nhật là cập nhật theo cái kết quả hiện tại của mỗi trận đấu. Ví dụ như là cơ thủ Đặng Thành Kiên đang dẫn 4-3 thì đang tạm coi là Thành Kiên đang thắng. Tôi thấy cơ thủ Lương Dũng hơi nhíu mày một chút trong việc xử lý điều con bi số 2 ra con bi số 3. Nào. Nảy lên một chút là ok. Hay thế nhở. Cơ thủ Lương Dũng lại thấy là cái tay nhá, khi đánh nó cứ dứt ra một cái. Thế nhưng mà con bi đánh thì chả thấy trượt con bi nào. Vừa mới khen xong rồi lại trượt. Nghĩ gì trên này.
hôm qua cũng thế, vừa mới khen cầu thủ Kiên Pháp A Băng, một trong những cầu thủ A Băng hay nhất Việt Nam, thì anh lại A Băng trượt công ty số 1 cửa lỗ. Vị số 3 nó đang ra vị trí phải nói là khá may mắn cho Lương Chí Dũng, là vị trí chưa thìn cái đường gì để ăn con bị số 3. Và cơ thủ Đạo Thục Kiên sẽ phải xử lý pha thủ đi số đối thủ, khả năng là giấu sau đi số 4. Nào, hai băng chui sau 4 là đẹp nhất. Được rồi, giấu được rồi. Và cơ thủ Lương Chí Dũng lập tức chuẩn bị lấy lại sút tê. Phải nhìn thấy trong mấy trận đấu gần đây, cầu thủ Lương Chí Dũng sút tê cũng rất tốt luôn. Có những con bi mà con bi chủ và con bi bên cạnh nó còn cách nhau gần hơn mà vẫn sút được. Đó là trận đấu gặp cầu thủ Đỗ Thế Kiên, sút tê thì một đấy ăn con bi số 2 phải thấy dọn bàn. Có sút tê trúng con bi số 3 nhưng hở rồi. Pha sượt mỏng con bi số 3 kiểm soát tốt con bi chủ, giấu được bi chủ sau 4, tạo ra một tình huống thủ bi khá hiểm hóc, đã giúp cho cầu thủ Đặng Thành Kiên có được cái cơ hội nhìn thấy đường riêng con bi số 3 và cơ hội có thể dứt điểm để gia tăng cách biệt điểm số. Còn 4 bi thôi. Thiếu rồi. Không biết vừa rồi là ý đồ cầu thủ Kiên Magic là điều sang má bên trái để đánh vào lỗ góc bên phải gần hay là má bên phải đóng hơn vào lỗ góc trái gần nữa. Nên nó đang ra một cái vị trí bây giờ nằm quá là bâng khuâng. Ui, hay quá này. Xém một bi số 8 mỏng má ngược rất chính xác. Rồi, tình huống 8-9 rất khó nhưng cầu thủ Đặng Thành Kiên đã xử lý thành công để nâng tỷ đấu lên 5-3. Đánh con bi số 9 phải im phăng phắc không dám nói gì. Sợ quá. Nãy giờ hôm qua rồi cứ khen ai là người đấy trượt. Thế là đánh con bi số 8 xong thì không dám khen vị trí con bi số 9. Nè, con bi số 9 rồi cũng là con bi khó nhưng mà nó không khó như con bi số 8 kia. Phạm Phương Nam 5-1 dẫn Dương Quốc Hoàng, cầu thủ Vô Long dẫn Đỗ Thế Kiên 4-3. Phạm Phương Nam đang khá là vững chắc trong con đường tiến tới tiến cho mình được 7 điểm. Nếu như Phạm Phương Nam mà thắng thì Phạm Phương Nam sẽ chắc một suất nằm trong top 4. Ta cùng đến với rách thi đấu tiếp theo. Chết, đã chết con bi số 2 vào lỗ góc bên phía phải gần màn hình và bi số 1 có đường riêng. Ok, 1 riêng, 3 riêng. Con bi số 4 thì đang là con bi tình huống ở trên bàn khi con bi số 4 đang nằm sát vào con bi số 7 đang không có đường riêng nào. Đường combo cũng khó. Đánh con bi số 3 này để gỡ 4-7 thì... không dễ rồi. Chúng ta cùng chờ thêm phương án xử lý của cầu thủ Đặng Thành Kiên rồi. Đấy, chưa nhìn ra cái đường gì để gỡ số 47 này. À đây, không có thì thầy tạo ra đường. Chém mỏng con bi số 3 vào lỗ giữa. Và con bi chủ sẽ gỡ tình huống 37 kia. Hình như đây là một pha đánh một gỡ đẩy con bi số 3 lên có ý đồ luôn đấy.
không hiểu là cầu thủ Đặng Thành Kiên đang tính phương án gì, hình như là tính đẩy ra để có một pha thủ bi ứ luôn nhưng mà bị quá lực cái sao ấy. Không giấu được con bị số 4. Có hở con bị số 4 nhưng mà ở vị trí này như là cũng không đủ cái má để có thể đánh con bị số 4 vào lỗ góc. Cắm đầu gậy đánh con bị số 4 lên, rút con bị chủ ở sau 7 rồi. Chính xác là như vậy. Một pha thủ bị tốt đến từ cái thủ Lương Chí Dũng. Có còn cái đường để đánh con bi chủ xuyên qua khe 5-9 không? Nếu còn thì vẫn có cái ly để có thể là A băng trúng bi số 4 bằng cách đánh một băng được. Chính xác, còn rồi. Cái này nó cũng đảo chiều nhau rồi không? Cho tên cùng với tên người với điểm số ấy. Lần này thì là một pha thủ bi chưa thành công của Lương Chí Dũng. Có hở con bi số 4 rồi. Bi số 4 đang nằm rất gần lỗ góc, tạo điều kiện thuận lợi để cầu thủ Đặng Thành Kiên tính toán một phương án đánh con bi số 4 và xử lý được con bi số 5. Bi số 5 này đang nằm gần con bi số 8 nên là cái lỗ để đánh chết được bi số 5 nó chỉ còn cái góc bên phía trái gần hình thôi thì phải. Cả hai lỗ giữa cũng đều đã bị chặn má rồi. Ôi dồi ôi, hỏng rồi. Hình như là lại không nhìn thấy cái gì nữa rồi. Rồi rồi. Ta cùng xem phương án nào. 6 ra 7. Nãy giờ kể cả cái trận thi đấu trước đó nữa, Lương Chí Dũng thi thoảng có những con bi điều nó cứ bị thiếu lực. Không biết là do cái vải chưa hiểu tốt cái phần trên vải hay là do cái gậy thì cũng không biết, hoặc là do không khí ẩm thế nào đó. Mấy lần bị thiếu lực. Đó, con này lại thiếu một tí rồi. Vừa mới nói xong. Bi chủ nằm đâu đây? Khá là ban căng. Và cũng có thiêng hay không thiêng gì đâu. Do là thầy ả ở đây thì theo dõi nhiều trận đấu nên là nhìn thấy cái tình huống nó xảy ra nó nhiều. Ví dụ như những tình huống vừa rồi thấy trong mấy trận đấu liền. Cái vải này là vải Simonit, nó dày và có nhiều cái gọi là cái gì, cái lông tơ ở trên mặt, nên là chỉ cần hơi ẩm một tí thôi thì con bi cũng chạy rất nhiều. Vâng, 6-3 với pha xử lý con bi số 8 không thành công vừa rồi và để ra đường riêng chém con bi số 8, cầu thủ Đặng Thành Kiên đã tốt thành công và đưa mình lên vị trí điểm hưu trận đấu này. Cầu thủ Đặng Thành Kiên chỉ còn cách chiến thắng và có cái điểm số thứ 7 một cách nữa thôi.
nay là trên kết quả các trận đấu còn lại thì cơ thủ Phúc Long và Đỗ Thế Kiên vẫn đang hòa nhau 4 đều. Phạm Phương Nam thì cũng đã lên hưu trước Dương Quốc Hoàng 6-2. Như vậy Phạm Phương Nam sắp có cho mình cái điểm số thứ 7 rồi. Cầu thủ Thành Kiên cũng đã lên hưu. Như vậy là khó khăn nhất tình huống hiện tại đó là cầu thủ Nguyễn Phúc Long đang hòa nhau 4 đều với cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Xin chào cầu thủ Quốc Phạm. Ngay khi kết thúc cái round đấu này chúng ta sẽ có được 4 vận động viên sẽ bước vào top 4. Sau đó vận động viên xếp hạng số 1 sẽ gặp vận động viên xếp hạng số 4 và vận động viên số 2 sẽ gặp số 3. Trận bán kết sẽ có thể diễn ra ngay sau cái lượt này khoảng tầm 15 phút thôi. Nên quý chư vị nhớ theo dõi trên các nền tảng của Việt Nam Billiard Promotion nhé. Nếu cầu thủ Thành Kiên và Phúc Long cùng thắng thì cầu thủ Phúc Long sẽ là người bước vào top 4, do cầu thủ Phúc Long sẽ có chỉ số phụ, tức là số vách thắng nhiều hơn. Rồi, thầy quá uy tín luôn. Từ ngày hôm nay bắt đầu ghi dấu ấn vào trong đầu tại hạ là cú sút tê của cầu thủ Lương Chí Dũng. Sáng giờ xem thấy nhiều cú sút tê hay lắm rồi. Chung kết của đá luôn hôm nay nhá, cầu thủ tập đá đá bi nhá. Hôm nay chúng ta sẽ tìm ra nhà vô địch của cái giải đấu TDP Netflix luôn. Ôi, sao bị chủ đi lòng vòng thế nào mà lại chui được vào lỗ góc nhỉ? Rồi chúng ta cùng xem hình bi còn lại dành cho cầu thủ Đặng Thành Kiên nào. 4 đang nằm gần cò số 6, 7 dính sát 8 nhưng 7 dính đến kia nhưng 7 vẫn còn đường đánh vào lỗ góc. 5 còn đường riêng. Như vậy là tình huống cần phải xử lý đó là tình huống chỗ con bị số 4 này. Ăn 4 điều ra 5. 6 ra 7. Quý chư vị đang xem trên live stream có nghe được tiếng boiler thì mẹ đang ngồi đây là không có nghe thấy thì tắt hết các tiếng để bình luận cho nó bị cho nó tĩnh. Hệ thống mà thu được cả tiếng boiler là phần âm thanh của ban tổ chức làm rất xịn đấy. Nghe được tiếng boiler mà lại không bị ồn là rất xịn luôn đấy. Tại thấy là trong trận cầu thủ Đỗ Thế Kiên vừa thấy bình luận viên có nói là Đỗ Thế Kiên đã có điểm số mà tạm vươn dẫn trước 5-4. Cầu thủ Đặng Thành Kiên thì đang có cơ hội để chiến thắng. Với cái tình hiện tại như vậy thì cái cơ hội vào đến top 4 của cầu thủ Đặng Thành Kiên đang dần dần được tăng lên nhiều hơn. Cứ ghi điểm thì cứ chiến thắng đi. Rồi trận kia thì để xem tiếp. Nhiệm vụ là chiến thắng, là ghi điểm. Ok. Tốt rồi. Chỉ có một bí nữa thôi, cầu thủ Đặng Thành Kiên cách điểm số thứ 7 của mình trong giải đấu còn một con bí số 9. Sáng rồi, thưa quý chư vị, như vậy là cầu thủ Đặng Thành Kiên đã có chiến thắng 7-3 trước cầu thủ Lương Chí Dũng và đã có cho mình điểm số.